Tâm bão Yagi hiện cách Hà Nội khoảng 200 km. Từ 18 giờ, thủ đô sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp với sức gió ngày càng mạnh, người dân không nên ra khỏi nhà. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Hà Nội đang chịu tác động của hoàn lưu bão, nhiều nơi ghi nhận gió giật cấp 4, 5, thậm chí có nơi gió giật cấp 7. Dự kiến mức độ gió sẽ tăng lên cấp 9, 10 trong tối nay khi bão đổ bộ. Ông Hưởng nói, dù tâm bão còn cách Hà Nội 200 km, nhưng các khu vực trong thủ đô đã bắt đầu cảm nhận được sức ảnh hưởng từ cơn bão. Những giờ qua, gió mạnh khiến nhiều cây xanh bật gốc, mái tôn biển quảng cáo bị gió cuốn bay. Tình trạng này sẽ phức tạp hơn khi bão đến gần. Trong 12 giờ tới, Hà Nội vẫn chịu ảnh hưởng của bão Yagi với cấp độ gió ngày càng tăng, kèm mưa lớn. Đến rạng sáng mùng 8 tháng 9, tình trạng này mới có thể trở lại bình thường. Người dân có thể gặp nguy hiểm nếu di chuyển trên đường trong thời tiết mưa bão. Vị chuyên gia khuyến cáo mọi người không nên ra đường để đảm bảo an toàn. Từ 13 giờ chiều nay, bão số 3 đi vào đất liền, ảnh hưởng chủ yếu đến các tỉnh Đông Bắc, trọng tâm là Quảng Ninh và Hải Phòng. Tại đảo Bạch Long Vĩ, ghi nhận gió mạnh lên đến cấp 13, giật cấp 14. Ở đảo Cô Tô, gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Tiên Yên, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Đầm Hà, Quảng Ninh, gió cấp 10, giật cấp 13. Bãi Cháy, Quảng Ninh, gió cấp 14, giật cấp 17. Tại Hải Phòng, Phù Liễn gió giật cấp 8, giật cấp 10. Cát Hải gió giật cấp 7, cấp 10. Mưa lớn đã xuất hiện ở khu vực Đông Bắc Bộ với một số nơi có lượng mưa đáng kể như Cửa Ông, Quảng Ninh 113 mm, Cẩm Phả, Quảng Ninh 110 mm, Cát Bà, Hải Phòng 86 mm. Dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, bão sẽ tiếp tục tiến sâu vào đất liền, khu vực Đông Bắc Bộ và dần suy yếu nhưng vẫn duy trì sức gió cấp 9-11. Sau đó bão có xu hướng di chuyển về phía Tây Bắc Bộ, qua ma sát với đất liền, bão Yagi sẽ dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ chiều mùng 7 tháng 9 đến sáng mùng 8 tháng 9, mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 80 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Ngày và đêm mùng 8 tháng 9, khu vực có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 60 mm, có nơi trên 150 mm. Riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Phía Tây Bắc Bộ, từ chiều tối mùng 7 tháng 9 đến sáng mùng 9 tháng 9, có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Từ mùng 9 tháng 9, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Chiều mùng 7 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Yagi, bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14. Đảo Cô Tô, Quảng Ninh, có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Tiên Yên, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Đầm Hà, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Cửa Ông, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Bãi Cháy, Quảng Ninh, gió mạnh cấp 14, giật cấp 17. Phù Liễn, Hải Phòng, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cát Hải, Hải Phòng, gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Đông Xuyên, Hải Phòng, gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Ba Lạt, Thái Bình, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to như Cửa Ông, Quảng Ninh, mưa 113 mm, Cẩm Phả, Quảng Ninh, 110 mm, Cát Bà, Hải Phòng, 86 mm. Theo ghi nhận vào chiều cùng ngày, nhiều cây xanh trên các tuyến phố Hà Nội bị đổ do ảnh hưởng của bão Yagi. Lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp, hướng dẫn người dân di chuyển qua các khu vực này. Ở các tuyến phố, người dân cũng dùng nhiều cách để che chắn gió mạnh, bảo vệ cửa hàng, quán cà phê, nhà cửa. Giải thích về hiện tượng gió mạnh tại Hà Nội, dù bão Yagi chưa quét qua, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cơn bão này có hoàn lưu rất rộng nên ngay khi đổ bộ vào đất liền, hoàn lưu của nó đã ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Ông Hưởng nói, thực tế tâm bão Yagi vẫn đang cách Hà Nội 200 km, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được gió bão mạnh. Chúng tôi đã ghi nhận được sức gió trung bình tại thủ đô từ 5 đến 7 m trên giây, gió giật lên đến 14 m trên giây, tương đương gió giật cấp 7. Sức gió này hoàn toàn có thể làm bật gốc cây, bay mái tôn, biển quảng cáo. Ông Hưởng cảnh báo, từ tối và đêm nay, tâm bão sẽ tiến gần Hà Nội nên gió bão tại đây sẽ mạnh hơn. Gió bão có thể đạt cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Ông Hưởng nói thêm, đây là gió rất mạnh, hiếm thấy trong thời gian qua ở Bắc Bộ. Gió mạnh sẽ còn kéo dài ít nhất 12 tiếng nữa. Người dân không nên ra ngoài đường nếu không có việc gì cần thiết. Ngoài gió mạnh, Hà Nội còn phải đối mặt với mưa lớn. Khả năng đến rạng sáng mùng 8 tháng 9, khu vực này mới trở lại trạng thái bình thường. Thông tin thêm về cơn bão Yagi, vị chuyên gia chia sẻ, sau khi đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, bão đang đi sâu vào khu vực các tỉnh Đông Bắc Bộ và suy yếu dần. Cường độ trong 3-6 tiếng tới, bão Yagi vẫn giữ cấp 9, cấp 11. Vì vậy, đêm nay, miền Bắc tiếp tục có gió bão mạnh. Khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định có gió cấp 9, cấp 10. Nơi sâu trong đất liền như Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hưng Yên có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Do ảnh hưởng của bão Yagi, vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có gió mạnh cấp 8, cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 13, giật cấp 16, sóng cao 3-5 m. Vùng gần tâm bão đi qua 4-6 m, biển động dữ dội. Khoảng 13h45 ngày 7 tháng 9, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền trên khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh và tiếp tục duy trì cường độ mạnh với sức gió cấp 16-17. Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, tâm bão ở giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, trong đó vùng trọng điểm là Quảng Yên, Bãi Cháy, Cát Bà, Hạ Long của Quảng Ninh, An Lão, Tiên Lãng, Hải An, Đồ Sơn của Hải Phòng. Tại thành phố Hải Phòng, bão đã làm đổ 46 cây xanh, hư hỏng 2 cột điện hạ thế và 1 trạm biến thế. Hiện Hải Phòng đang cắt điện toàn thành phố. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ, bão số 3 đang quẩn thảo với sức gió khá mạnh. Bước đầu đã ghi nhận một số cây cối trên đảo bị đổ gãy, một số công trình bị tốc mái tôn mặc dù đã được chẳng buộc kỹ. Trên địa bàn phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền đã ghi nhận một cây xanh bị đổ nhưng không gây thiệt hại. Chính quyền địa phương đã phối hợp với công ty cây xanh xử lý. Trên địa bàn quận Hồng Bàng cũng ghi nhận một số cây xanh khu vực các phường Minh Khai, Hoàng Văn Thụ bị đổ ngã, gãy cành. Trong đó một cây xanh trên phố Phan Bội Châu bị bật gốc đè lên đường dây điện. Trên địa bàn huyện Tiên Lãng và huyện Vĩnh Bảo cũng đã có một số cây xanh ven các tuyến đường bị đổ ngã. Các cơ quan chuyên môn và chính quyền các xã tập trung xử lý khắc phục, bảo đảm giao thông. Công tác sơ tán người dân phòng tránh bão số 3 tại các khu nhà nguy hiểm, các chung cư cũ, các khu vực trũng thấp đã được các địa phương tập trung cao trước khi bão đổ bộ. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố đã có văn bản hỏa tốc gửi đến người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Yêu cầu người dân trên địa bàn thành phố không ra khỏi nhà trước 20 giờ ngày 7 tháng 9, chờ các lực lượng phòng chống thiên tai, các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của trưởng ban chỉ huy cung cấp để giảm thiểu thiệt hại về sức khỏe, tính mạng cho nhân dân do cây đổ, một số công trình xây dựng nhỏ bị tốc mái, sập đổ. Đồng thời, giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố thông báo và yêu cầu nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện. Đại diện cơ quan khí tượng đã cảnh báo thời điểm Hà Nội chịu tác động mạnh nhất từ bão số 3 là từ nay đến 1 giờ sáng mùng 8 tháng 9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14, đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16, Tiên Yên, Quảng Ninh gió mạnh cấp 9, giật cấp 11, Đầm Hà, Quảng Ninh gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, Cửa Ông, Quảng Ninh gió mạnh cấp 12, giật cấp 14, Bãi Cháy, Quảng Ninh gió mạnh cấp 14, giật cấp 17, Phù Liễn, Hải Phòng gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Cát Hải, Hải Phòng gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, Đông Xuyên, Hải Phòng gió mạnh cấp 9, giật cấp 10, Ba Lạt, Thái Bình gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tâm bão số 3 sắp đi vào khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng với cường độ cấp 10, cấp 12, sau đó bão di chuyển sâu vào đất liền. Với tác động hoàn lưu bão số 3, từ nay đến chiều, khu vực Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng có gió mạnh cấp 9, 12, trong đó Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Khu vực Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa có gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 13. Các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên có gió mạnh cấp 7, cấp 8. Ông Hưởng cho hay, ở Hà Nội, tác động của bão muộn hơn khu vực ven biển khoảng 2 tiếng, từ 15 đến 16 giờ chiều, Hà Nội có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Chiều và tối nay là thời điểm bão tác động mạnh nhất. Còn về tình hình mưa, theo ông Hưởng, thời điểm từ nay sẽ là thời điểm mưa lớn nhất ở Đông Bắc Bộ. Mưa sẽ dồn dập từ nay đến hết đêm mùng 7 tháng 9. Từ chiều và đêm nay, mưa mở rộng ra khu vực Tây Bắc Bộ, Mưa kéo dài đến ngày 9 tháng 9, với tổng lượng mưa dự báo khoảng 150 đến 350 mm, có nơi trên 500 mm. Chi tiết về thời gian gió mạnh mưa lớn nhất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo ở Hải Phòng, Quảng Ninh, khung giờ 13 đến 19 giờ ngày 7 tháng 9 là trọng điểm. Ở Thái Bình, Nam Định, khung giờ khoảng 16 đến 22 giờ ngày 7 tháng 9. Hà Nội, khung giờ 18 giờ ngày 7 tháng 9 đến 1 giờ sáng mùng 8 tháng 9. Đại diện cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân lưu ý chiều và tối nay là thời điểm tác động trực tiếp của cơn bão số 3. Gió có thể làm cây cối, mái tôn, biển quảng cáo đổ, nên người dân hạn chế ra đường và tốt nhất không nên ra đường. Mưa lớn gây ra tình trạng ngập úng, cần có phương án xử lý phòng chống ngập lụt ở khu vực Hà Nội trong chiều và đêm nay. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho hay, sau tối nay, cơn bão số 3 sẽ đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và tan dần. Ông Khiêm cảnh báo, đối với đợt mưa lần này được dự báo diễn ra quy mô diện rộng. Chính vì vậy, chúng tôi nhấn mạnh, cảnh báo hầu hết các tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc, kể cả khu vực Thanh Hóa và Bắc Nghệ An, đều có khả năng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.